Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với bạn cái cách thai 4 tháng mới các bạn. À 4 tháng đùm này các bạn. Thì thai 4 tháng mới thì thai sao mà 4 tháng mới mà nó ăn nó ngon không hả? Tại vì các bạn biết sao không? Cái 4 tháng mới khi bạn thai vô, bạn thắng nó không nó ăn không có ngon đâu các bạn. Vì lì lì và nó hay nó kêu. Ví dụ sẹt nó hay kêu các bạn ha. Thì những cái lý do đó các bạn nó ít ai biết lắm, ít ai đi các bạn. Tại vì thắng mới các bạn mà nó bị tình trạng nó thì rất là khó chịu quá ha. Mà cái tình trạng rất là nhiều người bị đó các bạn. Thắng mới ăn vô mà thắng nó không ăn mà nó kêu cái tiếng nghe sẹt nghe khá là khó chịu á. Thì cái nguyên nhân đó thì mình sẽ tháo ra, mình sẽ chỉ cho các bạn biết cái nguyên nhân và cách xử lý như thế nào qua. Thì cách xử lý nó cũng đơn giản thôi các bạn, nhưng mà ít ai đi cái chuyện này lắm. Thì giờ mình sẽ tháo ra cho các bạn xem ha. Tháng này là tháng cũ nữa các bạn. Thì lúc trước mình mới thai vô á, thì các bạn biết sao không? Mình mà không xử lý á, mình không xử lý những cái nguyên nhân mà nãy như là mình nói với các bạn á, thì các bạn thắng, cho dù bố thắng mới nha các bạn, bố thắng mới nhưng mà thắng nó nghe sẹt mà thắng nó không ăn đâu các bạn. Bằng bóp thấy nó ăn á, ăn hoài, bằng kéo hoài, bằng bóp rất là sâu mà nó vẫn không ăn. Cái nguyên nhân đó là do chỗ này nè các bạn, ngay chỗ cái vị trí này nè các bạn. Giờ mình sẽ tháo ra, mình sẽ chỉ cho các bạn biết ha. Rồi đây nè các bạn, thì các bạn biết sao không? Cái bố thắng á, khi mà bạn mới mua về á, mấy cái mép này nó hay có cái tình trạng mấy cái ba dớ các bạn, khi mà họ đúc bố này, cái chỗ giữa cái miếng sắt này các bạn, đây là cái miếng sắt này các bạn, đây là cái nhôm này ha, thì giữa cái mép sắt này nhôm này nó hay có bị lần cận các bạn, với lại nó có cái đường thoát hơi các bạn thấy không? Thì chỗ này nó có ba dớ nè các bạn. Thì bây giờ thứ nhất là mình làm sạch về mặt này các bạn ha. Để cho cái thứ nhất là sạch, thứ hai là cho cái bề dày này nó mỏng lên chút xíu các bạn. Thì các bạn biết sao không? Cái rãnh này các bạn biết không? Thì cái rãnh này nó chỉ có 17 ly thôi ha. Nhưng mà mấy cái bố á, có những cái bố á, thì nó đúng 17 ly ok, mình không nói ha. Chứ những cái bố nó 17 ly rưỡi các bạn, nó khá là lớn. Thứ nhất là nó khá là lớn ha. Thì giờ mình sẽ cho các bạn xem nó có đúng như vậy không ha. Rồi, giờ mình sẽ đổi rãnh cho các bạn xem ha. Đây là các bạn, đây cái rãnh này hiện giờ là nó là 17 ly các bạn ha, 17 ly đúng nè các bạn, nhìn thấy không ta? Đó, 17 ly đúng các bạn ha. Nhưng mà cái rãnh này nè các bạn, cái bố này, cái hiệu này nè các bạn, mình nó ngộ lắm, nó tới 17 ly rưỡi luôn rồi nè, mình cho các bạn xem lại ha. Đây là các bạn nhìn thấy 17 ly rưỡi không? Tức là cái này nè các bạn, cái hông này nè các bạn, nó đã lớn hơn cái khe này là tới gần 5 cm rồi ha. Thì như vậy các bạn sao khi mình đút vô á, các bạn đút vô cái bố nó bị chồng chền các bạn, nó không ôm sát vô cái mặt bố ha, nó không ôm sát. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nè các bạn biết sao không? Nó bị cái ba dớ nè các bạn, mấy cái ba dớ giữa cái mép này với cái này nè, mép này với cái mép này nè, mép sắt chỉ là cái nhôm các bạn, nó lận nó làm cho cái bố chồng chền qua. Khi bạn bốp thắng các bạn thấy nó không có chắc tay mà, cái bố cái xe mới mua các bạn, mới mua xe zin của Nhật á, mấy xe ông nào mới mua về thắng cái là ok á, nhưng mà khi bạn thay những cái bố ở ngoài chợ thì nó hay bị cái tình trạng mà lần cận bóp nó không ha, bóp sâu thì sâu nó mang. Đó là cái thứ nhất các bạn ha. Cái thứ hai nữa là nếu các bạn không xử lý á, là cái bạn đút vô nó bị chồng chền, nó bị đẩy lên cao nè các bạn, bạn đút cái đùm vô nó bị vướng cái bố nó lắc một gì hoài nè các bạn, nó không có vô, đút cái đùm vô nữa là khó ha. Thì lúc trước mình nói với các bạn, mình làm những cái bố dày nhưng mà mình về mình phải mài lại cho cái bề mặt này nè các bạn, chứ cho cái bề mặt nó ôm sát với lại cái bề mặt của này các bạn. Thì để cho cái bề mặt này ôm sát với này thì các bạn phải mài ha, mài cho nó sập, chứ là mài cho nó đủ 17 ly các bạn ha, và dưới 17 ly là càng tốt. Rồi ok, thì sau khi mình mài cho nó dưới 17 ly rồi và nó sập hai bề mặt này rồi đó các bạn, rồi sau mình mài cái cạnh này nó khi đó nó sẽ bị bén các bạn ha, cái cạnh này nè, thì mình mài cho nó giống như cho các bạn, cho nó bo cho nó bo tròn các bạn. Thì khi nó bo vậy đó, khi bạn xử lý hai cái này rồi thì thắng nó rất là êm luôn ha, và nó rất là ăn.
nó thắng, nó không có bị tình trạng mà kêu sẹt 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 các bạn ha. Cái này mình hay lưu ý, mình lưu ý với các bạn ha. Cái bố, cho dù bạn bố phải về chút xíu, bạn để vô bạn phút cái đồng vô nó cũng khá là dễ hơn ha. Đó là thì giờ chút xíu mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Thì các bạn lưới này xíu thì cái cốt này nè các bạn. Thì sau khi làm xong các bạn nhớ tha bò một lớp nha. Tại vì các bạn biết sao, các bạn không tha bò lần sau bạn chạy mà gặp đường gặp nước các bạn, nước nó vô nó làm cho sét các bạn. Lần sau các bạn đúc rất là khó, đúc vào vô khó lắm các bạn. Mà cái lớp bò này thì là làm cho nước nó không vô được, nó hạn chế tối đa. Đó là hai cái nguyên nhân mình hôm nay mình chủ đề mình muốn nói với các bạn á. Bạn lưu ý hai vấn đề này ha. Rồi giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Rồi thì hồi nãy mình nói cho các bạn á, thì cái mặt bố này ngay chỗ này nè các bạn, cái chỗ này nó di chuyển liên tục qua ha, nó di chuyển liên tục. Mà nó hay bị tình trạng bã dớ nè nè. Các bạn mua về các bạn vợ các bạn thấy liền à. Rồi bây giờ mình sẽ làm sạch hai bên này các bạn ha. Rồi thì mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem. Thì mình dùng cái máy mài bình thường đó các bạn, máy mài cầm tay cũng được ha. Rồi mình đã làm sạch rồi đó các bạn. Thì sau khi mình mài sạch cái ba vớ này các bạn ha, bạn nhìn thấy nó bóng láng không ha. Các bạn giờ mình đo cho các bạn xem nè. Rồi bây giờ nó đúng 17 ly nè các bạn. Thì khi mà đúng 17 ly rồi các bạn biết sao không? Khi mình mài rồi thì hai cái cạnh này nó rất là sắc nè các bạn. Thì mình mài bo đi các bạn. Thì các bạn biết sao không? Mình mài bo thì nó ôm càng sát vô cái ôm sát vô cái trục mà trục xoay các bạn, trục xoay của cái thắng á, thì nó ôm càng sát càng tốt bạn ha. Rồi tại vì nếu mà bén gì nè thì nó vô rất là khó các bạn. Các bạn mài bo hai bên á thì giờ mình sẽ mài mẫu cho các bạn xem ha. Rồi ok, mình đã mài cho nó bo nè các bạn, hai cạnh bây giờ nó hơi bo tròn các bạn ha. Thì bây giờ cái bề mặt này các bạn nó sẽ tiếp xúc sát với lại cái trục xoay của cái thắng đục các bạn, nó xoay và nó ôm sát luôn. Thì lúc này cái bạn thắng nó rất là dứt khoát quá ha. Bạn thắng một cái nó ăn liền, nó không kiểu mà bóp sâu các bạn. Tại khi các bạn không xử lý hai cái này các bạn bóp khá là sâu. Thì cách xử lý như vậy thì còn xài rất là ok các bạn ha. Để mình... Rồi thì hồi nãy mình đã làm mẫu cho các bạn xem rồi, thì mình mài hai cái bề mặt này các bạn cho nó láng rồi ha. Rồi mình mài cái cạnh cho nó đuôi bén các bạn, hai cạnh nó đuôi sắt á, mình sẽ mài cho nó bo nè xíu nè các bạn. Rồi như vậy là các bạn, khi mình đút vô nè các bạn, các bạn nhìn thấy nó ôm sát ha. Nó rất là thoải mái các bạn ơi, nó ôm rất là sát mà nó có cái đầu gơ chút xíu nè các bạn. Cái đầu gơ này khá là hay các bạn. Thì khi này mình thắng á, toàn thắng á, nó đẩy rất là mạnh đi mà ha, và thắng rất là ok. Và cái tình trạng vô rè là nó sẽ không còn nữa các bạn. Rồi, đó là cái thứ hai. Cái thứ ba là các bạn sao, khi mình còn mài xong rồi các bạn gắp vô thì mình đút cái đùm vô các bạn, đút vô nó khá là dễ các bạn, tại tất cả nó độ ôm sát hết trơn rồi. Nó không có chồng chành như lúc đầu các bạn, lúc đầu nó ba dớp nên là nó chồng chành các bạn, đút vô rất là khó. Rồi bây giờ nó ôm sát rồi, bạn đút đùm vô nó khá là dễ các bạn ha. Thì các bạn sẽ được ba cái lợi đó. Thì sau khi các bạn mài hai cái mép này, cái là mài hai cái bò hai bộ cạnh nè, thì nó sẽ khá là ok các bạn ha. Rồi ok, thì hôm nay mình xin chia sẻ ngắn về cái cách xử lý cái bố mà bố mới mua các bạn ha, bố mới mua thì các bạn xử lý xong rồi các bạn thẳng thấy nó khác liền rồi ha. Rồi mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Rồi mình xin chào tất cả các bạn.